Đây là thiết kế ở phần phía đầu xe nhá. Đây là một chiếc xe đã nâng cấp thêm bộ body kit VL Trung Đông với 64 hạng mục. Thì chúng ta sẽ có gì ạ? Toàn bộ cái 3 bờ rờ sốc trước này là chúng ta được thay đổi, thay mới luôn. Thế 64 chi tiết thì là như nào? Ví dụ như những cái phần rửa đèn này thì cũng là thay mới này. Hoặc là những cái phần viền mạ chrome này theo xe chưa có anh chị nhá. Chúng ta tôi đều thay mới. Hay như những cái ốp sườn như thế, ốp như thế này. Cảm biến cũng vậy, cái vị trí cảm biến sẽ được thay đổi vị trí. Và cái phần gầm là không bị hạ thấp một chút nào ạ, chỉ rộng ngang sang thôi. Đó chính là phần phía đầu xe. Giữ lại toàn bộ mặt ca lăng này. Đầu xe có một cái hay là chính là gì ạ? Nó đôi còi Lexus, anh máy quay đứng im ở đây. Theo xe thì còi chỉ kêu tít tít thôi đúng không ạ? Nhưng còi Lexus này anh chị nghe này. Hai còi nhá. Có vài triệu đồng thôi, nhưng mà khi mà lắp hai còi ấy và còi Lexus ấy, anh chị nghe thấy phải nói là cực kỳ là uy lực. Rồi, đầu xe như vậy rồi, anh máy quay chéo sang đây để quay phần phía thân xe đi ạ. Thân xe chúng ta ở thế hệ mới là có la răng lên tận 20 inch. Lót lòng về cũng như cái viền này đều được thay mới hết. Cả lót lòng về phía trong đều được thay mới hết. Bậc bệ thì sao nào? Trước khi đi đến bậc bệ thì chúng ta có ốp gáo gương. Ốp gáo gương thì anh chị cũng biết rồi, nó mạ chrome này rất nổi bật. Hay bốn tay nắm cửa đều được nâng cấp lên là mạ chrome. Thì anh khách của chúng tôi còn đầu tư thêm chữ Land Cruiser chính hãng kết hợp với cái ốp sườn. Ốp sườn sẽ bao gồm có bốn cánh, chữ thì ở hai cánh trước nhá. Còn cái phần bậc body kit này anh chị nhìn này, nó liền lên này, nó liền lên đó. Còn theo xe nó rỗng vào trong nhá. Đây chúng tôi thay toàn bộ bậc này, cả những cái phần chắn này đều thay hết. Ở bên trong này, ở bên trong thì có gì đây ạ? Đây, máy quay tiến vào đây. Ở bên trong ở đây nhá, anh khách này của chúng tôi còn đầu tư thêm, đó chính là thảm sàn Maxim, thảm sàn nhựa nguyên sinh này. Đó, thảm sàn nhựa nguyên sinh, chữ Land Cruiser. Chữ Land Cruiser anh chị nhìn này, rất sang. Ở bên trong này, hộp Android Box, lúc nữa chúng ta sẽ test. Hay như là camera hành trình có cảnh báo phạt nguội. Rất nhiều các chi tiết khác nhau đúng không ạ? Và một cái chi tiết nữa anh chị nhìn đây, nhìn đây. Cái chữ Land Cruiser anh chúng tôi còn gọi là đèn dọi đấy ạ. Đèn dọi chữ Land Cruiser. Cực hiếm luôn. Đây, mở hai cánh này ra để cho anh chị xem. Anh chị khi mở này, đóng này, mở này. Nổi bật không ạ? Nó quá nổi bật ở đằng sau này. Cái bộ thảm sàn Maxim ở đằng sau ấy, nó sẽ tràn liền này. Anh chị nhìn nhá, nó sẽ tràn liền hết vào trong, chảy hết vào trong, thông luôn, rất sạch luôn. Đó. Cửa thì sao nào? Bình thường chúng ta phải đóng cửa đến phụp một cái đúng không ạ? Như đây, cửa hít. Cửa hít, chúng ta sẽ thử ở cửa này đi. Đóng nhẹ này, kệ nó nhá. Hít không? Hít ngay. Đầu tư cửa hít đó chính là đầu tư độ bền bỉ cho cái bộ gioăng cửa. Rất sang luôn. Ở phía đuôi sau, ở phía đuôi sau đây chúng ta có gì ở đây? Ở phía đuôi sau này thì nhá, toàn bộ ba đầu xốp sau là thay mới. Thay mới hết. Chúng ta làm cả biển dài trước sau này. Móc neo, cái này hiếm lắm. Không phải à, anh chị này kéo nhau này. Xe kéo nhau nhá. Khóa lại. Như một chiếc V8 đúng không ạ? Land Cruiser LC200 V8 thì đã có móc neo theo xe. Ở LC300 thì chúng ta sẽ lắp lại nó để đẹp hơn, sang hơn. Logo tờ Win Turbo này, logo VXR Trung Đông này, chữ Land Cruiser thì chắc chắn là theo xe rồi. Phim 3M Cryptoline này. Ok. Anh khách hàng còn đầu tư cái này này, anh chị nhìn này, chuẩn bị này. Bất ngờ luôn. Lò xo Trung Đông. Thật tuyệt vời luôn khi mà TOTA cung cấp thêm bộ lò xo Trung Đông mà chúng ta mua được cái sản phẩm chính hãng như thế này. Thì sao ạ? Thì cái độ êm nó sẽ tăng thêm 10 phần nữa anh chị nhá. Cực êm ái luôn. Theo xe LC300 thì chúng ta có cả đá cốp. Rồi cái lò xo Trung Đông thì lắp ở đâu? Đây ạ, anh máy quay quay tiến vào góc này. Đúng góc này nhá. Đúng góc này, nhìn chị màu vàng kìa. Anh chị nhìn thấy cái màu vàng kìa không? Đó chính là lò xo Trung Đông thêm một tấc nữa. Nó sẽ tăng thêm cái hành trình êm hơn, bám đường hơn. Tất nhiên theo xe nó cũng đã quá tốt rồi, thật sự luôn. Nhưng mà còn tốt hơn khi chúng ta đầu tư thêm. Thế ở đây thì anh khách hàng của Văn Hội làm những gì ạ? Toàn bộ body kit này. Anh mới quay ngang ra đây, quay ngang ra đây. Anh chị nhìn thấy điều tuyệt vời gì ở đây không ạ? Đây là nẹp dọc nóc xe bằng nhôm đúc chính hãng. Nhôm đúc chính hãng anh chị nhá. Đây, đứng lên đây đi.
đu lên. Đó, theo xe đây, cho anh chị xem luôn. Vì Văn Hội vừa về một chiếc màu trắng, nội thất đen, chuẩn bị cũng nên độ body kit. Đây tất cả nguyên bản theo xe, anh mình quay. Đây đây đây. Đây. Tất nhiên cái nẹp dọc này thì nó cũng rất hay rồi, nhưng để đi tốc độ cao nhá, là cái gió nó sẽ cắt vào những cái lỗ này này. Nghe tiếng phao phao phật phật đúng không? Nhưng mà khi mà anh chị đầu tư nẹp liền thân kìa, khả năng cắt gió rất tốt luôn. Êm, đúng không ạ? Không có tiếng. Ok, quay sang đây nào. Quay sang đây là một chiếc nguyên bản. Nguyên bản thì trơn, không có chữ này. Trơn, không có chữ. Ở đằng sau trơn, không có cái gì cả. Nó sẽ hóp vào đây. À, còn một chi tiết nữa. Anh chị đây nhá, theo xe nhá. Cho anh chị xem theo xe. Xem cái bộ xi nhan theo xe này. Đây là xi nhan theo xe. Xi nhan em quay đôi đèn xi nhan đi. Đó, đây là đèn hậu theo xe. Đèn hậu theo xe em quay vào giữa. Nó chỉ nhỏ như này thôi. Nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Vì tại sao hôm nay Văn Hội lại quay rất kỹ như thế này để chúng ta đến với cụm đèn hậu xi nhan tuần tự. Cụm đèn hậu xi nhan tuần tự. Hết bài luôn anh chị ạ. Hết ý bài thơ luôn. Không chê vào đâu được luôn nhá. Cụm đèn hậu xi nhan tuần tự. Anh chị thấy không ạ? Đèn đuổi. Tại sao hôm nay Văn Hội lại quay chi tiết như vậy? Vì các anh khách là anh khách đầu tư thực sự là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái bộ đèn hậu xi nhan tuần tự nhập khẩu của cái hệ Trung Đông như thế này này, nó sáng rất là rực. Và quan trọng nhất là gì ạ? Đó chính là cái khả năng nhận diện khi mà chúng ta chuyển hướng, chuyển làn. Anh chị thấy không ạ? Nào, chúng ta sẽ quay ra phía đầu xe để tổng hợp nhá, nhìn nhá, đếm này. Đếm nhá, xem anh khách này làm bao nhiêu mục nhá. Dán phim này, 1 này. Đèn hậu xi nhan tuần tự 2 này. Body kit là 3 này. Móc neo là 4 này. Lò xo Trung Đông là 5 này. Nào, quay sang đây. Nẹp dọc nóc xe là 6 này. Ốp sườn là 7 này. Chữ Landcruiser là 8 này. Bên trong có gì ạ? Android box là 9 này. Camera là 10 này. Nẹp bước chân có đèn 11 này. Thảm nhựa 12 này. Đèn dọi 13 này. Còi Lexus 14 này. Và anh khách còn đầu tư gì ạ? Anh chị nhìn thấy không? Anh nhìn nó bóng không ạ? Phủ ceramic 15 mục. 15 mục phủ ceramic nữa cơ mà. Đó. Tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay tổng quan chi tiết. Sau đó thì chúng ta sẽ bước vào bên trong xe ngay bây giờ nhá. Xin mời anh chị. Đây là bên trong nội thất của chiếc Toyota Land Cruiser LC300. Đây là một chiếc nội thất màu kem hay còn gọi là nội thất màu be anh chị nhá. Anh khách hàng sẽ đầu tư ở những gì ở đây nào? Để nói nhanh về chiếc xe này đã. Ở bên trong nội thất của Land Cruiser thì nó quá nổi bật rồi. Màn hình giải trí thì 12,3 inch này. Hai bộ điều khiển của điều hòa và hệ thống âm thanh thì đều bằng những phím cứng kết hợp với màn hình cảm ứng. Chúng ta có chìa khóa thông minh ở để trước góc này, rất tiện tay. Hay như là vô lăng bọc da. Màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch. Bên trái đồng hồ vòng tua động cơ, đồng hồ analog vận tốc kết hợp digital. Hay như hấp kính trên kính lái. Thì chúng ta, khách hàng của Văn Hội là gì ạ? Đầu tư thêm một hộp Android Box. Đây là một cái chiếc Android Box của Vietmap, cấu hình lên tận bao nhiêu ạ? Bộ nhớ trong 128GB. Đó, rất lớn luôn, RAM 6GB. Đây là chính hãng của Vietmap nhá. Nó sẽ có dẫn đường đặc biệt nữa đây anh chị nhìn này, xem cả YouTube. YouTube là xem thoải mái luôn, đúng không ạ? Tất nhiên rồi, đang ở đây thì nó liên quan đến cái sóng Wi-Fi nên chúng ta đang ở trên kho. Đó. Thì chúng ta có gì ở đây? Chúng ta rất là nhiều cái hiển thị các ứng dụng, xem TV này, điều khiển giọng nói này, Vietmap S2 này, Zing này, Netflix này, Vietmap Live, nó đầy đủ hết. Rồi chúng ta có gì nữa ạ? Một chiếc camera hành trình này nhá, thì cũng là của Vietmap, có cảnh báo tốc độ, cảnh báo phạt nguội. Đó. Còn ở đây anh mới quay vào góc này. Anh chị nhìn ở dưới chúng ta, anh khách hàng đầu tư bộ thảm sàn nhựa nguyên sinh, thảm sàn Maxim, trông rất nổi bật luôn. Đó chính là bên trong. Ngoài ra thì chúng ta còn có đây một cái nẹp bước chân có đèn. Nẹp bước chân có đèn chữ Land Cruiser nhá. Lúc nữa chúng ta quay tổng quan ở bên ngoài nữa cơ. Đó. Đó chính là tổng quan
Nội thất bên trong thì Văn Hội nói nhanh đây, xe còn trang bị cửa sổ trời này, đèn nhá, cho anh chị nhìn thấy sáng không ạ. Cửa sổ trời, một chạm thôi, giữ tay một chạm thôi. Chúng ta gách cửa sổ trời này gách lên được. Nội thất bên trong thì 14 loa JBL, 10 túi khí anh chị nhá. Hộp lạnh, xe trang bị hộp lạnh cool box này, lạnh buốt luôn. Đó, ở đây phim thì khách hàng đầu tư là phim 3M Crystalline cho Land Cruiser. Với phim này sẽ bảo hành lên tận 10 năm nhá. Bảo hành tận 10 năm này. Mà phim chính hãng thì cực thích rồi. Tắt cái hộp lạnh này đi. Ở phía sau thì chắc chắn là sẽ có cửa gió điều hòa hàng sau, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, có ion âm. Đó chính là những cái gì ở bên trong mà Văn Hội đã quay nhiều lần rồi. Nói nhanh luôn này, cam 360 này, chip Odo này, khóa vi sai cầu trước này, khóa vi sai cầu sau này, mốt chế độ lái này, Eco Normal Sport này, hỗ trợ đi đường gồ ghề này, hay là đổ đèo DAC này, đều là được tích hợp và trang bị driver mode. Mọi thứ là sẵn sàng hết, eco tiết kiệm đúng không ạ. Xe vẫn trang bị cổng tai C hay như cổng USB, đĩa CD, mọi thứ cực kỳ là ok luôn, vân gỗ. Lần này xe về hai chìa luôn anh chị nhá. Ok, chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nào. Vừa rồi đó chính là chia sẻ rất nhanh chiếc Toyota Land Cruiser LC300 nâng cấp bộ body kit VGR Trung Đông với gần 80 hạng mục phụ kiện tùy chọn. Để biết chi tiết về bảng giá giao xe toàn quốc là như thế nào, độ nâng cấp chính hãng ra làm sao, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe chúng tôi sẽ báo giá, giá lăn bánh rất chi tiết cho anh chị. Kính chúc quý chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.